mới. Dòng đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Đây là một mẫu đèn phù hợp để mọi người trang trí cho sân khấu, mà là trang trí cho những cái sảnh, pha màu cho những cái sảnh quán bar, vũ trường hay là khách sạn sang trọng. Đèn này thì pha màu rất là sáng, nhưng mọi người thấy là nó có thể chiếu xa hơn 20 m. Độ phủ rộng của nó thì tốt cho không gian từ 20 đến 50 m². Mà quay xa hơn để mọi người thấy rõ được những cái màu sắc của đèn. Như mọi người thấy là một căn phòng như thế này thì chỉ cần một đèn thôi thì nó có thể pha màu rất là sáng. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy ô tô tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay về giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BS bên mình. Dòng loa mà đang mở nhạc là dòng loa Bose N1RO16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.